Xin chào quý vị khán giả của kênh Vlog đường phố. Hôm nay, kênh xin chia sẻ thông tin tiểu sử của sư Đức Khiêm. Sư Đức Khiêm, được nhiều người nhận xét có ngoại hình giống với sư Minh Thiện, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Sinh năm 1995, sư Đức Khiêm năm nay 29 tuổi. Trước khi đi theo thầy Minh Tuệ, sư từng tu tập tại chùa An Long, một ngôi chùa cổ bên bờ sông Hàn, tọa lạc tại đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chùa An Long không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là một trung tâm văn hóa, nơi diễn ra nhiều hoạt động tâm linh và xã hội. Gia đình của sư Đức Khiêm có truyền thống tu tập. Mẹ và em gái của sư cũng ăn chay và tu tập tại gia. Từ nhỏ, sư đã được tiếp xúc với Phật pháp và những giá trị tâm linh cao quý. Điều này đã hình thành trong sư một lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với các bậc chân tu. Sư Đức Khiêm biết đến thầy Minh Tuệ qua các trang mạng xã hội, ngưỡng mộ đức hạnh của thầy sư quyết định rời bỏ giáo hội Phật giáo Việt Nam và gia nhập tăng đoàn của thầy Minh Tuệ. Ngày 23 tháng 5, sư đón xe đến gặp và đảnh lễ thầy tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ tỉnh Quảng Bình. Lần đầu gặp thầy, sư cảm nhận được sự thanh tịnh và lòng từ bi của thầy Minh Tuệ, điều này càng củng cố quyết tâm đi theo con đường tu tập của sư. Dạ, con... Có... Đức Khiên, Đức Khiên. Pháp Thầy là Đức Khiên. Tính trọng, Ừ. Dạ. muốn là muốn theo hay là sau? Dạ. Mình có dự định là sẽ nếu mà theo, thầy Minh Tệ cho không? thầy Minh Tệ có thể đi cùng với thầy Minh Tệ ừ. thì mình nghĩ là mình sẽ đi đến khi nào bao lâu? Dạ. Mình dạ. Con đã định chưa à, Con muốn muốn phát nguyện. Con cứ cố gắng đi được khi nào thì con đi. Dạ. À, cái là tự nhiên đúng không? Dạ. Nhưng mà con cứ cố gắng đi, cố gắng đi. Dạ. Thì là thầy sẽ buông bỏ kể từ đây sẽ à, nếu mà đi cùng thì mình sẽ mặc những cái mảnh vải làm ven đường mai, đánh 3, đánh rồi mai thành bá, bá lại đi chân không, Được. dạ. thì để uh, bây giờ thì không biết như thế nào thì thầy phát Nguyện là như vậy. mình uh, chờ chờ xem uh, um, coi như thế nào ha. rồi dạ con. Sau khi gia nhập tăng đoàn, sư Đức Khiêm đã vứt bỏ hết giấy tờ tùy thân, điều này thể hiện sự quyết tâm và lòng thành kính của sư đối với con đường tu hành mà mình đã chọn. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Sau sự cố tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế, sư trở về chùa và đi cùng sư Thích Nhuận giác. Dù gặp nhiều khó khăn, sư vẫn kiên định với con đường mình đã chọn. Nghe tin thầy Minh Tuệ hành khất thực ở Gia Lai, ngày 12 tháng 6, sư được Phật tử trợ duyên lên Gia Lai nhưng không gặp được thầy. Sư tiếp tục ẩn tu cùng sư Minh Thành và sư Minh Tâm. Trong thời gian này, sư Đức Khiêm đã học hỏi được nhiều điều từ các sư huynh và đồng tu, đồng thời rèn luyện bản thân qua các khóa tu tập khổ hạnh. Ngày 27 tháng 7, sư Minh Thành rời nhóm và đến tu tập cùng sư Minh Chí và sư Đức Hạ. Hiện tại đang trong mùa an cư kết hạ, Sư Đức Khiêm và Sư Minh Tâm vẫn kiên trì tu tập theo con đường chánh Pháp đã chọn. Dù đối mặt với nhiều thử thách, Sư luôn giữ vững niềm tin và tinh tấn trên con đường tu hành. Trong suốt hành trình tu tập, Sư Đức Khiêm đã học hỏi và tích lũy được nhiều kiến thức về Phật Pháp. Sư luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh. Sư tin rằng, con đường tu hành không chỉ là con đường tự giác ngộ mà còn là con đường để lan tỏa yêu thương và từ bi đến với mọi người. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.